Và xin báo lại một lần nữa, vào đêm 30 tây tháng 12, gặp gỡ ngôi sao sân khấu nam nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Và bên cạnh đó gặp gỡ ngôi sao ca nhạc nữ ca sĩ danh ca hải ngoại Cát Tuyền. Vào đêm 31 đây, gặp gỡ với phần biểu diễn đặc biệt ngôi sao ca nhạc Hồ Việt Trung. Đặc biệt vào đêm 1 tây, gặp gỡ danh hài Hồng Tơ. Đêm 2 tây, gặp gỡ nhóm nhạc Ruby. Và bên cạnh đó, ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng nhé. Và wow, mình xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tối nay. Được rồi, mở thử luôn nhé. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại Ecolab của quý cô chú anh chị. Nơi đây là diễn ra một cái đêm nhân ngại gồm sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy. Giống như Duy Minh đã giới thiệu cho bà con một bác trong cái video hồi chiều. Thì hôm nay là ngày Noel của quý cô chú anh chị. Bà con cô bác có thể thấy là rất là đông khán giả luôn. Như là vỡ chặn rồi đó. Trời ơi, đấy, nhìn tôi mới thấy nè. Chú Tiểu thấy hôm nay lễ Noel nè, vui không chú Tiểu? Ở chặn ở sau rồi. Con đập gì đây, đập gì đây, đập gì đây, cái đập gì đi, đập gì đi, mốt con cũng chọn. Con 51, con 51, 51, con 51, 51, 51 đi, 51, xuống gì ra cái mấy gì đây, xuống gì đây. Con bánh gì đây buông gì đang cái bông gì đây buông gì đang con cung gì đây sống mãi cả đời là người con gái gì đang đây buông buông tam buông buông tam. Bà con cô bác cũng biết là nghệ sĩ Lê Thủy cũng một thời là đại diện của chú Vũ Linh Quý Vũ Vũ. Và hai người cũng có rất là nhiều kỷ niệm và trình diễn rất là nhiều nơi tất cả đất nước cũng như là miền Tây. Dung gì đi con bánh gì đi ba gì đã cái ba gì đi con ba gì ra ba gì đi ôi thương quá đi ba gì năm đây 38 hôm nay là vỡ chặn luôn quý cô chú anh chị. Đó đông nè bà con có thấy không? Hiện tại giờ là bên trên sân khấu á thì mấy chị đây là gọi là mấy chị gì à, chú Tiểu gọi là mấy chị gì mấy chị đang kêu lô tô nghe đó. Tôi kêu số là tôi là kinh không à. Rồi đọc giải rồi anh chị. Mình anh luôn hả? Nha. Mình luôn hả? Bà con cô bác đừng màn hình thì Duy Minh sẽ đây. Chia sẻ trực tiếp cho bà con cô bác. Trong ngày hôm nay nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy đúng sẽ đến đây số 3 vừa kêu. Số 3 có 1, 28 có 2, 48, 48 có 3, 51. Rồi 51 hợp lệ. Hợp lệ. Thì bên ngoài đường bà con cô bác thấy rất là đông. Khán giả hình như là vỡ chặn luôn quý cô chú gì. Xe Duy Minh hồi nãy là phải để ngoài luôn, không gỡ được luôn. Xe của anh hồi nãy xe em gỡ đâu? Xe em gỡ trong đây luôn. Anh là anh để ngoài luôn, anh thoát rồi. Để ngoài luôn. Bây giờ thì xin mời chị bên dưới cùng tham gia và cùng tham dự tiếp theo dòng lời mới nha anh chị nha. Với dòng lời mới, tao là bé đang giao lưu cho anh chị cái mình bên dưới. Tao là bé anh em đi vòng ra sao cho bà con cô bác xem khi mà đang trong lúc chờ đợi nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy đó nha. 20.000 đồng sản phẩm trị giá cho anh chị cái mình bên dưới. Phần quà vẫn là 3 triệu đồng cho dòng lời thần tài đang giao lưu cho anh chị cái mình nha. Rồi bây giờ nhân viên hai bán vé trên dưới đây là có quán kế bên luôn này ha. Người đứng ở đây là được nè. Cứ đảo qua đây là đảo lại nè. Ở sau ơi cô lắc này rất là đẹp luôn ha quý cô chú anh chị. Trong cái thời gian mình chờ đợi nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy đến thì Duy Minh sẽ hả? Anh Minh nhớ không? Hồi nào cũng nói Duy Minh tin giờ là ngồi đúng rồi. Cái chòi này nè. Hình như là mới nãy anh với anh nghe giới thiệu là vài buổi nữa sẽ nghệ sĩ Bình Tinh về đó. Đó. Ở sau này rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Đây là phố đi bộ của là Ecolab Mỹ Phước 3 quý cô chú anh chị. À, trong cái đêm mà lễ Noel thì có rất là nhiều bà con khán giả người ta đi đến đây để là chơi vui chơi con cái gia đình của người ta ha trong cái ngày lễ hôm nay đó quý cô chú anh chị. Đây ở trước đó là có do có nhạc quý cô chú anh chị thì mình sẽ đi review xung quanh quay đi chú Tiểu qua sân bay cho bà con cô bác xem ha. Đây, có lồng đèn nè.
Trong khi mà chờ đợi nghệ sĩ đến thì Duy Minh sẽ quay xung quanh cho bà con cô bác xem nha. Đó, chụp hình nè. Rồi đẹp rồi đó em ơi. Đó. À, đến đây chụp hình ha quý chú vậy. Đó. Treo lồng đèn đồ rất là đẹp luôn. Nhạc ở trên là do bị bản quyền đó quý chú chị. Ở dưới đây đằng sau cô Lắc á thì có một cái dòng suối, cái hồ sen quý chú vậy. Khi mà đến cái mùa sen á nở rất là đẹp luôn. Ở đây là do người ta trồng á quý chú vậy. Ở người ta đến đây người ta chụp hình nè. Trai xinh gái đẹp đến đây chụp hình quý chú vậy. Sân khấu thì ở bên đó rất là đông luôn, ở bên trong thì đông lắm, vỡ chặn luôn á. Đó, đồng đen. Bên trong kia thì do mở nhạc á, bị bán quyền á quý chú vậy, cho nên là chị Minh phải đi qua đây và chia sẻ cho bà con cô bác ha, tí xíu. Chú Tiểu đâu, Tiểu rồi. Đó, bé mèo nữa kìa. Mẹ mèo, mèo, chó. Mèo, mèo với chó nó đi sinh nhật, ổ đi ra. Đó nè. Ổ quý chú vậy. Bên trong là đông, rất là đông luôn ha. Chú Tiểu đang ngồi ở đây nè quý chú vậy. Ôi, nhà này bị bán quyền á. Phải đi xa ra tí xíu. Thì dòng phố đi bộ em của Lắc tí xíu cho bà con cô bác biết ha. Đó. Ngọn xanh ngọn đỏ. À, đến đây mình tha hồ mà chụp hình luôn ha. À, chụp hình thoải mái luôn. Quá trời ơi. Bà con bác ở đây vui chơi cỏ rất là sạch sẽ luôn quý quý anh chị. À, ở đây là ở sau cái khu công viên. À, trong khi giờ chờ đợi nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đến thì Duy Minh sẽ review và chia sẻ cái nơi đây tí xíu. Rất là thoáng mát luôn ha. Phố đi bộ ở đây nè, sáng, thoáng. Con nít đến đây chơi lắm quý cô chú chị. Tại ở khu này có một cái khu trò chơi miễn phí. Và cái chỗ dọc cát của mấy đứa nhỏ ha. Nơi đây là nơi dọc cát của mấy đứa nhỏ nè. Đó, còn bên kia là cái khu trò chơi ha. Con nít chơi rất là vui luôn nè. Đó. Rồi mình sẽ đảo lại á quý cô chú chị, đảo lại. Ông đó ông tắt nhạc rồi. Rồi chuẩn bị đợi Khang ư. Khang. Đó. Hồi hôm là nghệ sĩ Bình Tinh đã đến đây một lần quý cô chú chị. Là hình như là tuần sau tới nghệ sĩ Bình Tinh tới đó. Đây. Ở ngay Bình Tinh đến đây là chút xíu là cô Lệ Thủy sẽ đến đây ha. Đúng rồi. Cô Lệ Thủy ngồi trong đây nè. Đúng rồi, ngồi trong đây thở hát. Xin nhân đôi môi cũng cùng sợ. Khi đi có mang đôi dép. Phần cũng xin nhân luôn. Chắc còn tầm thì 5 tuổi à, đúng không? Bây giờ thì mình xin kết thúc tại đây và đợi cho nào mà cô Lệ Thủy đến thì mình sẽ chia sẻ cho bà con bác cùng xem nhé. Con bác xem video đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con em cô Lệ Thủy video để gặp nghệ sĩ Lệ Thủy nha bà con. Mấy đứa mình chưa chịu ra nữa.